Quota thay Trung Quốc đăng cai ASEAN Cup, Việt Nam dự giải không có thầy Bắc. Chủ nhà World Cup 2022, Qatar sẽ thay thế Trung Quốc trở thành chủ nhà ASEAN Cup 2023. Quyết định vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Giải đấu dự kiến được tổ chức tại 10 thành phố của Trung Quốc từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023. Những quốc gia tỷ dân đã tuyên bố xin rút do phải kiểm soát đại dịch COVID-19. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á có trụ sở tại Malaysia vừa đưa ra tuyên bố. Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu Á AFC hôm nay ngày 17 tháng 10 đã xác nhận Liên đoàn bóng đá Qatar QFA là đơn vị đăng cai tổ chức AFC ASEAN Cup 2023. Vào tháng 6 năm 2019, Trung Quốc đã giành được quyền đăng cai tổ chức ASEAN Cup 2023 nhưng đã rút lui vào tháng 5 năm 2022 vì chính sách Zero Covid, khiến AFC phải loay hoay tìm kiếm một chủ nhà mới cho giải bóng đá dành cho 24 đội tuyển nam hàng đầu châu lục. Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng của thế giới, vẫn đang nỗ lực loại trừ COVID-19 khỏi lãnh thổ thông qua hàng loạt biện pháp quyết liệt như phong tỏa các điểm nóng, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế sự đi lại của người dân. AFC Cup được tổ chức 4 năm một lần. Chủ nhà Qatar hiện cũng là nhà đương kim vô địch khi giải đấu năm 2019 được tổ chức bởi UAE. Ngoài Qatar, Hàn Quốc và Indonesia là hai quốc gia khác tham gia giành quyền đăng cai nhưng bất thành. Tại vòng loại ASEAN Cup 2023, đội tuyển quốc gia Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt chính thức giành vé sớm vào vòng chung kết. Thành tích này có được nhờ thầy cho ông Park lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, tại giải đấu diễn ra vào năm sau, đội tuyển Việt Nam hành quân đến Qatar nhưng không còn thuyền trưởng Park Hang-seo bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chính thức khép lại hợp đồng với bóng đá Việt Nam kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2023.